Toyota Corolla Cross ra mắt Việt Nam, giá từ 720 triệu đồng, đua top công nghệ phân khúc. Có kích thước và trang bị lấp lửng giữa hai phân khúc, tân binh Toyota Corolla Cross sẽ cạnh tranh với khá nhiều mẫu SUV khác trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Vào ngày 5 tháng 8, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Corolla Cross. Đây là mẫu SUV không chỉ mới tại Việt Nam mà cũng chỉ vừa xuất hiện trên thế giới cách đây khoảng 1 tháng. Mẫu xe này được phân phối với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá 3 phiên bản lần lượt là 720 triệu, 820 triệu và 910 triệu đồng. Màu sơn trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng. Xe bắt đầu ra đại lý từ ngày 15 tháng 8 với các bản 1.8V và 1.8HV. Bản 1.8G sẽ có mặt vào tháng 9 tới. Mẫu SUV hoàn toàn mới của Toyota có kích thước lấp lửng giữa các mẫu xe hạng B và hạng C. Trục cơ sở 2.640mm nằm giữa Honda HR-V 2.610mm và Hyundai Tucson 2.670mm. Dẫu vậy, liên doanh Nhật kỳ vọng Corolla Cross có thể cạnh tranh ngang tầm với các xe hạng C phân khúc đang bị Honda CR-V làm chủ cuộc chơi. Toyota Corolla Cross có kiểu dáng gần giống với cả AAV4 nhưng thiết kế lạ mắt hơn với nhiều chi tiết được bò tròn. Lưới tản nhiệt phía trước có kích thước lớn hơn, cụm đèn chiếu sáng nối liền là loại bi LED trên bản cao cấp và halogen ở bản tiêu chuẩn, đèn hậu dạng LED. Xe có kích thước hai mâm là 17 inch ở bản thấp và 18 inch phối hai tông màu ở hai bản cao hơn. Nội thất Corolla Cross khá giống với Corolla thế hệ mới. Màn hình trung tâm đặt nổi có kích thước 9 inch trên bản cao và 7 inch ở bản thấp. Hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế bọc da với ghế lái chỉnh điện, hệ thống đề nổ bằng nút bấm đi cùng chìa khóa thông minh, phanh tay loại điện từ. Những trang bị cao cấp nhất bên trong xe còn có điều hòa tự động hai vùng với cửa gió cho ghế sau và cửa sổ trời. Có hai tùy chọn cho động cơ xe. Bản 1.8G và 1.8V được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1,8 lít, công suất 138 mã lực và mô men xoắn 172 Nm, kết hợp số tự động vô cấp. Bản 1.8HV sử dụng động cơ hybrid hoàn toàn mới, kết hợp máy xăng 1,8 lít với motor điện cho tổng công suất 170 mã lực và mô men xoắn 305 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp, hệ dẫn động cầu trước có trên cả 3 bản. Corolla Cross là xe Toyota đầu tiên tại Việt Nam được trang bị gói Safety Sense 2.0 với các tính năng như cảnh báo va chạm sớm, ga tự động thích ứng khoảng cách, báo lệch làn, giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn và đèn chiếu sáng pha cốt tự động. Xe còn có báo điểm mù và các phương tiện cắt ngang phía sau. Các tính năng an toàn tiên tiến này có trên hai bản 1.8V và 1.8HV. Hai bản này có thêm camera 360 độ. Các trang bị an toàn cơ bản trên Corolla Cross có hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước sau, camera lùi và 7 túi khí. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp cũng được đưa làm trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này. Xét trong phân khúc SUV crossover hạng C, Toyota Corolla Cross đang đứng trước nhiều cơ hội để cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay thậm chí là cả Honda CR-V về trang bị. Mức giá trên dưới 800 triệu đồng của mẫu xe này cùng giá trị thương hiệu và tính thanh khoản nổi tiếng của xe Toyota sẽ là bài toán không dễ dàng với tất cả phần còn lại của phân khúc. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các anh em có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota. Và nếu thích video này, hãy like và share tới bạn bè. Đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế Sơn Toyota nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới nhé. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.